cũng là khu vực huấn luyện, mấy con chó là biết leo trèo luôn hả? Thì tí xíu mình xem chiếc chó xong qua đây mình xem một số tiết mục bên đây nó như leo trèo này chưa? Chiếc chó đi đường nào em? Chó theo này. Đường bên này đi đi đâu em? Dạ bên trên đó thì em đi tham quan là khu vực chó sinh sản với làng rừng. Chứ là cảnh rừng tự nhiên rồi. Không thì con chị khó có làm được cả thế nhá. Dạ nếu nha hai anh muốn tham quan tiếp nữa thì em sẽ chỉ mình gói đi tham quan rồi. Thì trên đó sẽ có những cái nhánh lăng rừng tự nhiên luôn rồi. Còn ở đây chỉ là khu vực chó lứa thôi. Còn ở phía trong đó là khu vực chó nó đẻ, mở mắt hết rồi. Và đó là những con chó con mới đẻ nè. Rồi kia đó không? Dạ. Đấy điều này hả? Dạ. Khu vực cho con mới có sinh đẻ ở khu vực này. Nếu mà rát ấy, tức là ra là nó tấn công luôn, chứ không vào đâu, chủ nó gọi thì mới đi vào được, chủ không vào, không gọi thì không ai vào được. Đây cho vào nó khổ luôn, có đâu vào một chó là nghi người nó khổ rồi. Dạ. Ra nó cho vào cổng nó tấn công ai. Này mà sủa mọi người chết. Ngay ở nhiều khách. Thank you.
chó chạy một vòng thường xuyên nó chạy lên câu rồi nó lên câu với lên bằng vòng rồi thì nó chạy hết rồi chứ hả? Nó chạy hết à? Chạy hết rồi nó chạy hết rồi, chạy nhảy nhá. Nó là một con chạy đầu đàn là nó chạy theo mà. giờ là đi đây là lỗi ra hồi này chứ anh. Đây là khu vực đồi sim. Bắt đầu mới ra quả nhỏ. Đấy, trái sim ấy. Chú chó nhặt những cái chai phía tay trái của gia đình mình và đem về bên tay phải là kết thúc. Xin mời gia đình mình. Vui quá à. Để con thử nha. Cái gì con? Đấy chú Ba Hương à. Nè con Hương, con thử được không vậy chú? Thiệt. Ủa sao nó không làm vậy? Cái gì con? Ê, ê, cái gì vậy? Kè con nước à. Đây. Nếu nghe là một lần nó nghe thôi, đừng nói nhiều, đừng nói nhiều. Tại sao á nó trái đường đó. Nó đang còn bận vệ sinh. Bận vệ sinh. Rồi lấy gì ra? Lấy đúng chỗ kia về thôi, không lấy chỗ linh tinh đâu. Nào. Anh này anh dục rác cho nó phải lượt rác lắm. Rồi. Tí thưởng. Nè con rách. Nè chú ơi, con rách. Bà thấy cái lưng nó có xoay xoay không? Đó cho cô. Má thấy cái lưng nó có xoay không? Có. Nó về đây. Đây. Nó muốn quốc nó xoay. Đi con chụp đi. Quốc ở Thái Lan. Thấy nó tin ở bên trên thế giới có ba nước có xoay mà nó lai cái. Nó ăn gì đây? Gì nó ra cái này. Sườn. Cho nó ăn gì. Đây, tiếp. Trong khi nó thích chơi. Lập sướng. Trên tiktok của mình. Trên của mình cũng lập luôn. Gia nhân cái mình khi cháu đã kết thúc rồi. Xin mời anh chị mình tiếp tục. Anh ơi. Anh ơi. Chấm lại là không phải là một trăm một trăm. Chó lai Phú Quốc. Anh khẳng định em con này chó lai Phú Quốc bởi vì chó Phú Quốc không có đuôi to như vậy. Em công nhận không? Em công nhận không? À, chứ còn nó không phải chó Phú Quốc thuần chủng. Không có. Nó chỉ được 80%. Anh người chó Phú Quốc anh chuyên nghiên cứu chó Phú Quốc. Nhưng mà con này thì nó là giống chó Phú Quốc. Nhưng mà mình không cho lai giống chó bên ngoài nào nhưng mà. Trước đây nó lai, ngày xưa nó lai. Ngày xưa, ngày từ hồi mà người ta đã bắt gặp nó đầu tiên. Đúng rồi. Bắt về thuần quá để nuôi, lúc đó là lai rồi. Đúng rồi, chính xác. Là một thế hệ rồi. Chính xác. Nhìn nó biết lên rồi. Chứ nó không có chống phòng chống hay chống không, không. Gần như là không có. Nếu mà bắt được con chó này rất là khó. Nhìn cái mặt nó là biết mà. Em vung cái đấy quay rồi. Mà em không vung đâu. Được một cái là phong cảnh ở nơi đây rất là đẹp. Du ngoạn này.
rất là tuyệt vời. Đường là đường qua cái suối. Diễn của chó leo trèo. Đây, những con chó. Chó này đang biểu diễn treo vượt ngục. Đấy. Treo từng bước. Sao? Làm sao? À. Đừng có bước đi nếu mà không có thấy đường. Đấy, đang bị ho bị gì? Để cho tớ thở đấy chứ. Xuống đi em. Xuống cái đâu. Ui. Này vượt ngục phan một. Dạ, vậy là tiết mục vừa rồi cũng khép lại chương trình tham quan gia đình mình rồi. Dạ, xin cảm ơn cô chú đoàn mình đã dành thời gian tham quan. Chỗ này lung đẹp. Cái lông vằn vằn này nó là đắt mấy chục triệu. Tôi vượt vằn đi này. Dạ, cảm ơn đoàn. Rồi rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.